hành vi biến thái. Em ấy có tấm lòng lương thiện, còn rất hiểu lòng người. Cho dù có biết chắc chắn em ấy không có gì đâu à, cho dù anh là một kẻ biến thái em cũng sẽ không ghét bỏ anh, chắc em ấy cũng sẽ không tức giận đâu. Nghe có vẻ như thầy rất hiểu cậu ấy vậy. Cũng không tính là hiểu, chỉ là tôi đơn phương với em ấy. Kỳ lạ, sao tôi phải nói mấy chuyện này với cậu vậy? Nhưng trong cậu này rất bình thường mà. Thấy không, cảm thấy cậu ấy giống con trai à? Im miệng. Cậu không xứng đáng giá vớ vẩn về em. Loại ác quỷ lấy việc sỉ nhục người khác làm niềm vui như cậu, không có giới hạn đạo đức, mất tính người, phát rồ mất trí. Ma quỷ không có đạo đức, mất tính người, mất rồ mất trí. Đôi mắt gian xảo nhẫn nhục đó của cậu ta có thể thưởng thức được vẻ đẹp thanh khiết nhất trên đời này. Bệnh của anh ta nghiêm trọng quá rồi. Trên đời này làm gì có kiểu người đó, thầy đang nằm mơ đấy à? Cậu thì hiểu cái gì, mọi người làm nhiều việc ác như cậu không thể tưởng tượng được vẻ đẹp của em ấy đâu. Hachi, vậy cô gái tốt như thế thầy đừng bỏ lỡ đấy nha. Ha, thầy nhìn đi, để cậu ấy thấy vẫn đang lang thang một mình ở trong lễ Noel. Sau lưng lại đáng thương, ngày nào cũng ăn mì tôm thì không hay đâu. Ranh thì hiểu cái gì, em mới cứ thích mùi mì tôm trên người tôi đấy. Thì thật sự chúc mừng thầy, nhưng em có lòng tốt, khuyên thầy đừng nghĩ tốt về người khác quá. Có ý nếu không, sau khi biết được sự thật sẽ thất vọng lắm đấy. Cho dù như vậy cũng không liên quan gì đến cậu, nhưng em vẫn rất mong chờ được nhìn thấy dáng vẻ tuyệt vọng đến tột cùng của thầy đấy. Yên tâm đi, từ sau khi trải qua chuyện nhận ra cậu, bây giờ đã không còn gì có thể khiến tôi cảm thấy thất vọng hơn được nữa. Đi ra đi, đừng chắn đường tôi. Trong này đều là mì tôm và quần áo không đáng tiền. Cậu còn như thế này nữa thì tôi sẽ báo cảnh sát đấy. Thầy muốn đi đâu? Thầy hoàn toàn không có nơi nào để đi nữa. Tôi biết. Cậu không cần phải nhấn mạnh một lần nữa đâu. Hay là đi với em đi. Về nhà với em. Dù sao thầy cũng không có nơi nào để ở mà, hay là về nhà với em đi. Cậu ta lại đang bày trò quỷ gì thế? Chỗ em đúng lúc có một phòng đang muốn cho thuê. Thầy ở tạm với em đi,
thầy muốn xem đưa thầy đi xem thử không? Cậu đang thương hại tôi à? Không cần, cho dù tôi có ngủ ở công viên cũng sẽ không đưa, dựa vào sự giúp đỡ của cậu làm cái loại chuyện bán rẻ linh hồn này. Thật à? Vậy thì tiếc quá đi. Căn phòng đó của em bởi vì dội muốn cho thuê, tiền thuê khoảng nhà đang giảm một nửa. Tiền thuê nhà thấp hơn một nửa so với giá của trong khu vực đấy. Tiền thuê nhà giảm một nửa, đồng nghĩa với mỗi tháng bớt được một năm có thể bớt được, rất nhanh sẽ có thể tự do khỏi mì tôm rồi. Lầm bầm. Tiền thuê nhà là bao nhiêu? Tôi bỏ ra. Tiếc là thầy không có đủ tư cách. Sao cậu lật mặt nhanh như vậy? Cậu chơi tôi à? Bởi vì điều kiện tốt như vậy nên có nhiều người muốn thuê lắm. Em phải sàng lọc. Vậy thì phải thế nào mới có thể có tư cách? Thầy chỉ cần phụ trách dọn sạch sẽ nhà cửa một ngày 3 bữa, gọi em dậy đi học đúng giờ là được. Ngoài ra còn phải cho phép em mỗi tuần đến muộn, về sớm 3 lần. Quan trọng nhất là tuyệt đối không được lợi dụng việc công để trả thù cá nhân, cuối kỳ đánh em rớt môn. Sao nào, rất hợp lý đúng không? Ức hiếp người quá đáng. Thà chết chinh còn hơn sung nhục. Thôi bỏ đi, dù sao với một người có nguyên tắc như giáo sư Cao thì chuyện này làm khó thầy quá rồi. Em vốn còn muốn có lòng tốt miễn phí thuê nhà tháng đầu tôi tiên ấy, thật đáng tiếc. Được rồi, sau khi cân nhắc cẩn thận tôi cảm thấy cũng không phải là hoàn toàn không thể chấp nhận được mấy điều kiện này. Hay là tôi thôi đi, em không muốn làm khó giáo sư Cao. Đừng, xin cậu đấy, cho tôi có được tư cách này đi. Có được không? Một cao tấn quả nhiên khi thấy thầy sắp giọng hạ mình trong giờ bắt nhất, em đồng ý. Vậy nên cậu không thể đổi sang môn tự chọn khác à? Nhưng em chỉ có hứng thú với môn này thôi. Vậy trước, nhưng cậu phải bảo đảm. Bảo đảm cái gì? Bảo đảm sau khi tôi vào nhà cậu ở, cậu sẽ không tiếp tục bắt nạt tôi nữa. Ha, đương nhiên là sẽ không đâu. Sẽ không bắt nạt thầy đâu. Chỉ cần thầy thể hiện cho thật tốt. Tại sao rõ ràng cậu ta đáng ghét như vậy? Có lúc lại có thể khiến mình thực sự cảm thấy ấm áp. Tôi về rồi. Gâu gâu. Gâu. Những thứ này. Gâu. Đều do chân Hảo làm sao? Cảm ơn các bạn đã xem hết bộ truyện này nhé. Các bạn nhớ ấn like và đăng ký kênh để ủng hộ mình nhé. Bye bye, see you again.